Và cảm ơn mà vừa nãy mình chưa bỏ cốt là kiểu anh đập nó đéo quê này. Hai con này nhá, thì em đang đánh là cây này em cảm giác đánh hơn hơn. Cây này đánh dễ mà. Nhưng mà vừa nãy anh đánh cây này thì kiểu anh quen đánh vừa nặng ấy, đánh vào nó lại hơi phiều phiều ấy. Lúc mình vào kiểu tay vũ là tay phúc của anh còn nặng cái này. DM anh tập con DM 12 này. Con này hơi nặng, con này để canh châu. Con này màu đẹp, em thích kiểu màu tối. Canh châu. Con này đánh sao anh? Con này chơi phản tạt ok các anh em ạ. Thủ rất ok, phản tạt rất dễ. Nó kiểu đánh như BS12. Cầm đá linh hoạt nhưng mà khi mà tôi đập thì tôi thấy nó hơi nhẹ một chút. Con này hơi nhẹ đầu mà. Thế mình lúc mình cầm thủ thủ thì không ổn lắm. Kiểu như là nó mình không quen đi. Nó nhẹ nên là mình không quen đi. Còn đánh phản thiết ok. Phản ok. Con này sinh ra là dành cho em ở đây. Đồ đánh nhanh này. Con phản tạt này. Tuy nhiên anh muốn đập mạnh thế, đập đầu thế thì đúng là con này dành em luôn. Mặc dù là vừa mất con vịt xong. Thôi mặc dù là chúng vừa mất con vịt nhưng mà tôi không sao. Cũng có thể là do mức cân, mức cân này là thích tăng. Căng 2 con 13 cân đấy. Mà cái khung vượt nó lạ nhá. Khung vượt nó kiểu 6-6-6 này rất lạ nhá. Viền đấy nó cứ kiểu không cản gió, nó hút đi như này. Tí ông test con này cho ông Vũ test không? Tí ổn của bạn. Nhưng con này có cầm hơi nặng. Hơi nặng, đúng rồi, hơi nặng rồi tay không? Ông Vũ lại thấy con này là hơi nhẹ. Cầm đúng như các em đang đánh luôn. Tí làm lại phát tiếp canh nhá. Ok, tí làm trận 20 phát tiếp canh. Đó là kênh YouTube của Vshop ngày hôm nay. Thì như anh em cũng biết là ở phần đầu clip thì anh em chúng ta đã ra sân test thử với nhau hai cái dòng vượt mới của cũng không phải là mới đâu, mà nó cũng lâu rồi. Nó mới có mặt ở Vshop thôi. Đó là dòng vượt của The Third Game. Đó là hai cây vượt bao gồm Diamond 12 và cây Black Panther C. Đấy thì hôm nay chúng ta đã ra sân test, các anh em ở sân chúng tôi đã test rất nhiệt tình hai cây vượt này rồi. Oánh thôi rồi lượm ơi hai cây vợt này. Đấy thì hôm nay anh em chúng ta sẽ đi vào cái phần review chi tiết hai cây vợt. Hai cây vợt này xem nó cái thông số kỹ thuật của nó ra sao, cái kiểu chơi của nó như thế nào và đo nó trực tiếp với cả cái máy đo thông số của chúng tôi. Ok, chúng ta vào phần đầu của nó nhé. Đầu tiên thì chúng ta vẫn phải nói về nước sơn và hình thức của hai cái vợt. Thì hiện tại ở đây Diamond 12 cho chúng ta cái nước sơn chủ đạo là màu đen pha với đỏ và vàng đồng. Một số chi tiết pha và đỏ và vàng đồng ở trên mặt vợt cũng như thân vợt làm cho cái vợt này khá là nổi bật. Vành vợt ở đây cho chúng ta cái liên tường, anh em có nhớ BS12 không? Vành vợt ở đây vát kim cương giống vành của BS12 lắm anh em ạ.
Và đây cũng là một cây vợt có kiểu đánh nhanh, phản tạt nhanh, tấn công nhanh như kiểu BS12 vậy. Đó. Vành vợt vát anh em nhé. Vành vợt vát kim cương, màu sắc. Nước sơn cho chúng ta nước sơn lì. Như tôi cũng nói, giờ third game cho chúng ta cái nước sơn và cái độ hoàn thiện của cây vợt khá là cao trong cái thời điểm hiện tại. Với một mức giá gọi là với cái tầm tiền như thế này thì độ hoàn thiện của The Third Game Diamond 12 khá là cao. Có cái lời khen ngợi dành cho cây Diamond 12 của The Third Game rất là đẹp. Tiếp tới là anh em chúng ta tới với Panther C, một trong những cái cây vợt Black pha với cả Silver này. Black pha Silver nghĩa là đen pha với bạc đấy anh em. Thì đó thì các cái chi tiết của nó. Vành vợt cũng được cấu tạo không phải vát kim cương nhưng mà cũng có độ vát giúp chúng ta tăng cái tốc độ vung vợt lên. Cây này là một cây vợt thiên công anh em nhé. Thân cứng, thân cân cứng, đầm đầu. Một cây vợt thiên công. Về màu sắc thì đúng là nếu mà giờ third game thì đỉnh của đỉnh đó. Màu sắc khá là tuyệt. Chúng ta sẽ vào với phần 2, phần thông số kỹ thuật chi tiết của cây vợt được thông báo. Vào với cái phần này thì là phần thông số kỹ thuật chi tiết thì như anh em cũng biết là giờ third game cho chúng ta cái thông số kỹ thuật chi tiết ở trên phần cán cầm của vợt như kiểu của Lightning. Đây. Đấy, phần thông số được ghi ở phần cán cầm. Chúng ta có thể dịch luôn, tôi sẽ dịch cây Diamond 12 trước. Tất nhiên là chữ Trung Quốc thì tôi cũng không hiểu được phần nhiều, nhưng mà có thể đánh dấu một số các cái phổ thông chẳng hạn như là đây một cây vợt 4U. Lực căng tối đa cho chúng ta lên tới 30 lbs. Điểm cân bằng của cây vợt từ 285 cho tới 290. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cân đo xem nó có chính xác với cái chỉ số này không. Chúng ta vào với mức cân Diamond 12. Diamond 12 cho chúng ta cái độ nặng là 82,6 gram. 82,6 gram. Tiếp theo là cái điểm cân bằng của cây vợt ở đây cho chúng ta 285 đến 290 thì xem nó là bao nhiêu vậy. Thông số kỹ thuật. À, thông số khá là chính xác đấy anh em ạ. Thì hiện tại tôi nhìn thấy ở đây là điểm cân bằng của cây vợt Diamond 12 nó rơi vào khoảng tầm 287mm. 287mm. Rồi, tiếp tới là cái điểm swing của nó. Điểm swing của nó. Điểm swing của cây vợt 81 thì cho chúng ta Diamond 12 là một cây vợt nhanh, thiên về lối đánh phản tạt nhiều hơn. Phản tạt nhiều hơn. Như anh em biết tôi ra sân rồi mà, anh em thì thích con này bởi vì nó đánh rất là nhanh. Nhưng mà tất nhiên là những cái cây vợt mà đánh nhanh, tốc độ nhanh, điểm swing thấp thì khi mà chúng ta công thì nó sẽ không được gọi là uy lực cho lắm. Tiếp theo tới với anh gọi là tôi thích cái con này bởi vì nó gần giống với kiểu đánh của tôi, đó là của cửa 88D ấy. Đấy, cây này nhìn giống như siêu nhân bạc ấy. Nhìn rất là hay. Thông số của nhà sản xuất cho chúng ta vượt 4U, căng mắc là 30 lbs, điểm cân bằng là 300 tới 305. Một cây vượt thiên công đó, chắc chắn là thiên công rồi. Độ cứng của nó thì cũng ở mức vừa phải, không quá cứng, gọi là cứng đó. Bảo sao mình thấy cây này cầm vào tay mình hợp thế. Độ nặng của cây vượt này là 84,2 gram. 84,2, 84,3 thì đấy nó cũng gần giống với cả 88D của tôi. Bảo sao cầm vào thấy ngon thế, ok thế. Điểm cân bằng ở đây chúng ta có thể đo được cây vợt này, như tôi nhìn thấy nó rơi vào khoảng tầm 298 thôi, thì nó bị hơi bị giảm so với cả cái thông số của nhà sản xuất 298. Con này cái điểm cân bằng 298 nha. Hơi bị hụt một chút so với cả thông số của nhà sản xuất. Và điểm swing của nó thì tôi nghĩ con này điểm swing của nó là rất là cao đó anh em. Đó, điểm swing 86. Đây là một cây vợt thiên công rồi anh em nha. Thì mình cảm thấy bảo sao con này mình cầm cảm thấy đánh giống 88D thế. Còn con này thì kiểu tựa BS12. Ok, thì chúng ta đã vào phần cuối cùng là phần cảm nhận. Cảm nhận thì như anh em cũng biết là lúc đầu tôi ra sân cho rất nhiều anh em test hai cây vợt này. Rất cảm ơn nhà phân phối đã tặng cho tôi hai cây này để tôi ra test. Rất cảm ơn anh đã tặng em hai cây vợt để cầm ra sân để quẩy cho anh em quẩy tưng bừng khí thế. Thì mọi người đánh vào nhận xét Diamond 12 là một cây vợt gọi là
không quá cứng, không quá cứng, đầu nhẹ, thiên về đội đánh phản tạt, đánh nhanh, ép. Các anh em đánh ép rất là thích. Những người bạn bạn nào mà thích cái kiểu vợt nhẹ đánh ép thì các anh em đánh cây này cảm thấy rất là ok, rất là hay. Đấy, với cái mức giá của nó có dưới 1 triệu thôi thì quá là tuyệt vời, quá là ngon. Tiếp theo là Panther C. Panther C thì tôi cảm nhận được là phần nhiều bởi vì tôi đánh 88D và tôi rất thích con này bởi vì đánh nó gần gần giống 88D. Mỗi tội là cái độ cứng của nó có vẻ là hơi cứng hơn so với 88D một xíu thôi. Đấy thì vào vợt rất là ok, đầm tay chắc chắn, công sướng. Nhưng mà đổi lại công sướng thì tất nhiên là thủ thiết nó sẽ bị chậm rồi. Nhưng mà tôi quen 88D rồi nên là tôi thủ nó vẫn cảm thấy nó ok. Mỗi tội là mình chưa quen được với cái độ cứng của cái vợt này thôi. Thì đây là một cái vợt thiên công cho anh em nào công cũng thích. Đó, Panther C giá 1XX rơi khoảng tầm dưới 1 triệu rưỡi anh em ạ. Đấy thì hai cái vợt này thì tôi đánh giá ở trong những cái vợt đợt lô này của The Third Game về thì tôi cảm thấy là hai cái vợt này là tôi ưng ý nhất. Về thứ nhất là về kiểu chơi trên lưới thì chúng ta có Diamond 12. Thứ hai là về cái kiểu chơi mà tấn công thì chúng ta có Panther C. Thì cực kỳ cảm ơn là anh đã cho tôi hai cái vợt để tôi có thể test được. Rất là vui. Ok, thì hôm nay chúng ta đã review xong và chúng ta đã có cảm nhận cả ở trên sân những người chơi về hai cây Panther C và cây Diamond 12. Những anh em nào đã chơi Panther C và Diamond 12 rồi thì hãy để lại ý kiến cho chúng tôi ở dưới phần bình luận. Còn những anh em nào chưa chơi thì có thể xem xong clip này. Nếu anh em thấy hay có thể like. À không, hãy like chứ. Hãy like. Đấy, subscribe kênh YouTube của Epishop. Và nếu mà những bạn nào yêu mến Epishop thì hãy chia sẻ cho Epishop một lần nữa. Xin chào, hẹn gặp lại. Nhớ ấn nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo của Epishop. Bye bye.